Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, tại Hội nghị An ninh ở Trung Quốc ngày 13 tháng 9, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Alexander Fomin tuyên bố Nga có kinh nghiệm độc đáo trong việc chống lại nhiều loại vũ khí phương Tây ở Ukraine và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm này với các đối tác. Cụ thể, tại buổi họp báo, Thứ trưởng Quốc phòng Nga cũng chia sẻ thêm về chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine đã tái tạo chiến tranh hiện đại và cho thấy vũ khí của Nga có khả năng đánh bại vũ khí phương Tây. Mỹ, Anh bàn về tên lửa tầm xa. Ông Fomin đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh phương Tây đã gửi cho Ukraine những loại tên lửa tầm xa như ATACMS và Storm Shadow SCALP. Cho đến nay, Kiev chỉ dùng những tên lửa này để chống lại lực lượng Nga ở bán đảo Crimea và vùng Donbass thuộc miền đông Ukraine, theo nguồn tin thân cận. Tuy nhiên, tờ The New York Times ngày 12 tháng 9 dẫn lời các quan chức châu Âu cho rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden dường như sắp cho phép Ukraine dùng tên lửa tầm xa do phương Tây cung cấp để tấn công sâu vào trong lãnh thổ Nga, miễn là không sử dụng ATACMS do Mỹ gửi. Vấn đề này sẽ được thảo luận trong chuyến thăm đầu tiên giữa Washington DC của Thủ tướng Anh Keir Starmer vào ngày 13 tháng 9 theo giờ Mỹ. Anh đã ra hiệu với Mỹ rằng London muốn cho Kiev dùng Storm Shadow SCALP do Anh và Pháp cùng phát triển để tấn công các mục tiêu quân sự bên trong lãnh thổ Nga, nhưng muốn có sự cho phép rõ ràng từ Tổng thống Biden nhằm thể hiện một sự chiến lược phối hợp với Mỹ và Pháp. Giới chức Mỹ tiết lộ rằng ông Biden vẫn chưa đưa ra quyết định, nhưng sẽ nghe ông Stemmer trình bày vào ngày 13 tháng 9. Theo tờ The New York Times, nếu được chấp thuận, Quyết định cho phép Kiev dùng tên lửa tầm xa do phương Tây cung cấp để tấn công sâu vào lãnh thổ của Nga có thể sẽ giúp lực lượng Ukraine giữ vững vị trí sau khi chiếm lãnh thổ Nga như họ đã làm trong cuộc tấn công vào tỉnh Kursk của, của Nga hồi tháng trước. Tuy nhiên, ông Biden đã do so dự không cho phép Ukraine sử dụng vũ khí Mỹ để tấn công đất Nga, đặc biệt là sau cảnh báo từ các cơ quan tình báo Mỹ rằng Nga có thể đáp trả bằng cách hỗ trợ Iran nhằm mục tiêu vào lực lượng Mỹ ở Trung Đông. Cảnh báo mới từ ông Putin trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 12 tháng 9 khẳng định Ukraine không có khả năng sử dụng các hệ thống vũ khí tầm xa do phương Tây cung cấp, theo RT. Ông lưu ý rằng những cuộc tấn công sử dụng vũ khí như thế đòi hỏi Ukraine phải có thông tin tình báo từ các vệ tinh NATO, trong khi dữ liệu cần thiết cho việc khai hỏa có thể chỉ được cung cấp bởi quân nhân NATO. Ông Putin cảnh báo rằng nếu quyết định cho phép Ukraine dùng vũ khí tầm xa của phương Tây, tấn công lãnh thổ Nga được thực hiện, điều đó đồng nghĩa với các nước NATO đang tham gia trực tiếp cuộc xung đột ở Ukraine. Đại đế Putin nhấn mạnh, sự tham gia trực tiếp của họ đương nhiên làm thay đổi lớn cho bản chất xung đột, do đó Nga sẽ đưa ra các quyết định phù hợp dựa trên mối đe dọa mà chúng tôi đối diện. Thưa quý vị, Tổng thống Vladimir Putin lên tiếng vào ngày 12 tháng 9, cảnh báo khả năng Ukraine sử dụng vũ khí chính xác tầm xa của phương Tây để tấn công lãnh thổ Nga. Cụ thể, Tổng thống Nga tuyên bố, chúng tôi không nói về việc cho phép hay cấm chính quyền Kiev tấn công lãnh thổ Nga. Họ đã làm như vậy rồi, bằng máy bay không người lái và các phương tiện khác. Tổng thống Putin cho biết, quân đội Ukraine sẽ không thể sử dụng các loại vũ khí chính xác tầm xa nếu không có sự trợ giúp của phương Tây. Vì việc tiến hành hiệu quả các cuộc tấn công như vậy, đòi hỏi dữ liệu tình báo thu được từ vệ tinh phương Tây. Ông Putin cảnh báo, việc sử dụng vũ khí tầm xa có độ chính xác cao của phương Tây chống lại Nga, đồng nghĩa với việc các nơi NATO sẽ trực tiếp tham gia vào các hoạt động quân sự ở Ukraine. Theo nhà lãnh đạo Nga, thông tin tình báo chỉ có thể do các nước NATO và Mỹ cung cấp cho Ukraine. Điều này đồng nghĩa với việc các nước này đã tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột chống lại Nga. Tổng thống Nga cho biết, nếu quyết định này được đưa ra, nó đồng nghĩa với sự tham gia trực tiếp của các nước NATO, Mỹ và các nước châu Âu vào cuộc xung đột ở Ukraine. Tất nhiên, sự tham gia trực tiếp của họ sẽ thay đổi đáng kể bản chất của cuộc xung đột. Theo ông Putin, với suy nghĩ đó, Nga sẽ đưa ra các quyết định phù hợp dựa trên các mối đe dọa mà chúng tôi đang phải đối mặt. Tổng thống Putin trước đó đã cảnh báo các thành viên NATO phải nhận thức được những gì họ đang chơi đùa khi thảo luận về các kế hoạch cho phép Kyiv tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí do phương Tây cung cấp. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 12 tháng 9 nhấn mạnh các hạn chế về việc sử dụng vũ khí tầm xa của phương Tây để tấn công sâu vào trong lãnh thổ Nga được dỡ bỏ mà không có bất kỳ giới hạn khoảng cách nào. Theo ông Zelensky sự chậm trễ trong việc đưa ra quyết định của phương Tây đã thúc đẩy Nga di chuyển các mục tiêu quân sự vào sâu hơn trong lãnh thổ Nga. Hôm mùng 10 tháng 9, khi được hỏi liệu Mỹ có dỡ bỏ các hạn chế đối với việc Ukraine trong việc sử dụng vũ khí tầm xa trong cuộc chiến với Nga hay không, Tổng thống Joe Biden cho biết chính quyền của ông đang giải quyết vấn đề đó ngay bây giờ. Tuần trước, các nguồn tin cho rằng Mỹ đã gần đạt được thỏa thuận cung cấp cho Ukraine những vũ khí như vậy, nhưng Kiev sẽ cần phải đợi vài tháng vì Washington đang giải quyết các vấn đề kỹ thuật trước khi giao hàng. Báo The Times của Anh đưa tin, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Ngoại trưởng Anh David Lamy, các quan chức đã đến Kiev, đang có kế hoạch thảo luận về khả năng cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa để tấn công lãnh thổ Nga. Bloomberg cũng đưa tin về kế hoạch của Mỹ nhằm mở đường cho Ukraine, trong khi Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA Binburn cũng cho biết Washington có thể xem xét lại lập trường của mình. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi các nước phương Tây cung cấp cho Kiev nhiều tên lửa tầm xa hơn và dỡ bỏ các hạn chế sử dụng chúng để tấn công các mục tiêu như sân bay quân sự bên trong lãnh thổ Nga. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 11 tháng 9 tuyên bố, phương Tây nhiều khả năng đã đưa ra quyết định cho phép Ukraine tấn công lãnh thổ Nga bằng tên lửa tầm xa và giới truyền thông đang trong quá trình chính thức hóa quyết định này. Ông Peskov cảnh báo, Nga sẽ đưa ra đòn đáp trả thích đáng nếu Mỹ cho phép Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng tên lửa ATACMS tầm xa. Ukraine được cho là đã sử dụng tên lửa tầm xa ATACMS và Storm Shadow do Mỹ và Anh viện trợ để tấn công mục tiêu quân sự của Nga trên bán đảo Crimea, nhưng chưa được phép dùng cho các cuộc tấn công khác vào lãnh thổ Nga. Kiev vẫn sử dụng máy bay không người lái nội địa để tập kích sâu vào Nga. Thưa quý vị, Điện Kremlin cho biết, Moscow sẽ có phản ứng thích hợp nếu Mỹ cho phép Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng tên lửa ATACMS tầm xa. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhiều lần thúc giục phương Tây cho phép quân đội nước này sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công vào sâu trong lãnh thổ Nga. Một nhóm thành viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ cũng kêu gọi Nhà Trắng dỡ bỏ các hạn chế đối với việc Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa do Washington cung cấp. Hôm 10 tháng 9, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết chính quyền của ông đang thảo luận về vấn đề này. Ngày 11 tháng 9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng dường như Washington đã cho phép Ukraine sử dụng vũ khí để tấn công tầm xa vào lãnh thổ Nga. Moscow sẽ có phản ứng thích hợp nếu điều đó xảy ra. Ông Peskov nói, mỗi quyết định do phương Tây đưa ra rồi quy trách nhiệm cho Ukraine đều củng cố tính hợp lý, cần thiết và tất yếu cho chiến dịch quân sự đặc biệt mà Nga đang tiến hành. Washington trước đây đã miễn cưỡng cung cấp cho Ukraine vũ khí tầm xa để tấn công các mục tiêu bên trong nước Nga, vì lo ngại động thái như vậy có thể làm leo thang cuộc xung đột kéo dài 2 năm rưỡi. Tuy nhiên, Mỹ đã gần đạt được thỏa thuận cung cấp cho Ukraine những vũ khí như vậy. Dù vậy, Kiev vẫn sẽ phải đợi vài tháng vì Mỹ đang giải quyết những vấn đề kỹ thuật trước khi chuyển giao tên lửa. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Ngoại trưởng Anh David Lamy đang có chuyến thăm Kiev. Ông Blinken cho biết, mục đích chuyến thăm của ông là nhằm tìm hiểu những nhu cầu của Ukraine ở thời điểm hiện tại, cũng như mục tiêu của họ và những gì chúng ta có thể làm để đáp ứng những nhu cầu đó hai ông Brinken và Lamy sẽ báo cáo kết quả chuyến đi với Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Anh Kay Starmer. Hai lãnh đạo dự kiến sẽ thảo luận về vấn đề này trong cuộc họp ngày 13 tháng 9. Đây có thể là bước khởi đầu cho việc Mỹ và Anh đồng ý để Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa để tấn công các mục tiêu ở Nga. Nhưng các quan chức hai nước cảnh báo vẫn chưa có quyết định nào được đưa ra. Mỹ và các nước châu Âu vẫn đang thúc đẩy Kiev lập một kế hoạch đáng tin cậy cho những bước tiếp theo trong cuộc xung đột với Nga. Thưa quý vị, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 10 tháng 9 cho hay tuần này, Mỹ sẽ thảo luận về khả năng cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa tấn công sâu vào trong lãnh thổ Nga. Ông Blinken đã đưa ra những bình luận trên tại một cuộc họp báo cùng Ngoại trưởng Anh David Lamby trong chuyến thăm London. Hai ngoại trưởng sẽ tới Kiev trong tuần này, đánh dấu chuyến thăm chung cùng nhau, lần đầu tiên trong hơn một thập kỷ. Kiev từ lâu đã hối thúc các nước phương Tây, trong đó có Mỹ, cho phép nước này tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, sử dụng các vũ khí như tên lửa tầm xa Atak MS. Mỹ cho đến nay vẫn ngăn cản Ukraine làm điều đó do lo ngại leo thang xung đột với Nga. Ông Blinken có đặt câu hỏi, có phải đã đến lúc cho phép Ukraine tự do sử dụng các tên lửa tầm xa được cung cấp để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga hay không? Theo Ngoại trưởng Mỹ, chủ đề này sẽ được thảo luận trong chuyến thăm cùng ông Lamy tới Kiev tuần này. Ngoại trưởng Blinken chia sẻ thêm, một trong những mục đích của chuyến đi là chúng tôi sẽ cùng nhau lắng nghe trực tiếp quan điểm của giới lãnh đạo Ukraine, trong đó có Tổng thống Volodymyr Zelensky. Chính xác là về việc Ukraine nhìn nhận các nhu cầu của họ như thế nào trong thời điểm này, các mục tiêu cũng như những gì chúng tôi có thể làm để hỗ trợ những nhu cầu ấy. Ông Blinken nói, tất cả những gì tôi có thể nói với các bạn là chúng tôi sẽ chăm chú lắng nghe các đối tác Ukraine. Cả hai chúng tôi sẽ báo cáo lại cho Thủ tướng Keir Starmer và tổng thống biden trong những ngày tới ngoại trưởng mỹ đã cho biết washington liên tục điều chỉnh và thích nghi dựa trên các điều kiện chiến trường dựa trên những gì nga đang hành động về địa điểm và phương tiện thực hiện ông blinken nói thêm điều quan trọng là khi chúng tôi đưa ra những quyết định này chúng tôi phải tính đến một số yếu tố quan trọng không chỉ bản thân hệ thống mới quan trọng chúng ta phải đặt câu hỏi liệu ukraine có thể sử dụng nó một cách hiệu quả hay không đôi khi điều đó đòi hỏi phải được đào tạo bài bản điều mà chúng tôi đã làm, họ có khả năng duy trì nó không? Một lần nữa, đây có phải là một phần của chiến lược hiệu quả không? Tất cả những câu hỏi đó chúng tôi liên tục tự hỏi mình. Trước đó ngày 10 tháng 9, Ông Andriy Zemak, người đứng đầu văn phòng tổng thống Ukraine, đã kêu gọi Mỹ cấp cho Ukraine quyền sử dụng vũ khí phương Tây, chống lại các mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Nga, cũng như chuyển giao tên lửa tầm xa và hỗ trợ tăng cường phòng không của chúng tôi. Thưa quý vị, ngày 8 tháng 9, theo tờ in Messaggero của Italy, Ukraine đã yêu cầu nước này sử dụng vai trò chủ tịch G7 để gây áp lực buộc Mỹ cung cấp thêm hệ thống tên lửa phòng không Patriot cho Kiev. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky coi Rome là người trung gian có thể giúp thuyết phục Washington dỡ bỏ lệnh cấm chuyển giao số lượng lớn Patriot trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11. Ông Zelensky đã gặp Thủ tướng Italy Giorgia Meloni tại diễn đàn Ambrosetti ở Senobiro vào ngày 7 tháng 9, nơi hai bên thảo luận về viện trợ tiếp theo của phương Tây cho Ukraine. Bà Meloni cam kết tiếp tục ủng hộ Ukraine và lời hứa không bỏ rơi quốc gia này. Trước đó, các quan chức ở Kiev đã kêu gọi NATO cung cấp thêm các hệ thống phòng không hiện đại khi Nga tăng cường tấn công vào lãnh thổ Ukraine, bao gồm cả cơ sở hạ tầng năng lượng và các mục tiêu quân sự. Truyền thông Italy đưa tin, Rome dự kiến sẽ tăng thêm một khẩu đội phòng không Samte vào cuối tháng 9. Theo Defense Post, tính đến tháng 6, Ukraine hiện có 3 khẩu đội Patriot đang hoạt động. Tổng thống Joe Biden đã hứa rằng, Kiev sẽ nhận được thêm 5 khẩu đội nữa từ Washington và các đồng minh. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Roy Austin nhấn mạnh, tuần này, Washington đang tập trung vào những nhu cầu ưu tiên của Ukraine, bao gồm phòng không, hỏa lực và thiết giáp. Nga tuyên bố trước đó rằng, một số bệ phóng Patriot đã bị phá hủy ở Ukraine. Moscow khẳng định, không có lượng vũ khí nào của phương Tây có thể ngăn chặn quân đội của họ. Điện Kremlin đã cảnh báo vào tháng 6 rằng mỗi chuyến hàng mới đều làm tăng nguy cơ leo thang xung đột. Thưa quý vị, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng nước này đã nắm toàn quyền kiểm soát thị trấn Novogrodivka, cách thành phố trọng yếu Pokrovsk của Ukraine khoảng 15 km về phía tây bắc. Thành phố Pokrovsk đang dần bị quân đội Moscow tiến vào từ nhiều phía là nơi có một trung tâm hậu cần chính được lực lượng Ukraine sử dụng để phục vụ cho khu vực phía đông Donbass. Đôn trong nhiều tháng, lực lượng Nga đã tìm cách giành thành phố này và trong những tuần gần đây, tốc độ tiến quân binh lính Nga dường như đã tăng lên. Chuyên gia quân sự Mikhailo Zirukov nói với BBC, Pokrovsk là một trung tâm rất quan trọng, một trung tâm phòng thủ. Nếu chúng tôi mất Pokrovsk, toàn bộ tiền tuyến sẽ sụp đổ. Ukraine xây nhà máy vũ khí dưới lòng đất. Tờ Kiev Independent dẫn tuyên bố đưa ra ngày 7 tháng 9 của ông Zelensky tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Ambrosetti ở Italy. Chúng tôi đang xây dựng các cơ sở ngầm để sản xuất vũ khí, để bình sĩ Ukraine có thể tự vệ ngay cả khi nguồn cung từ các đối tác của chúng tôi bị chậm trễ. Ông Zelensky đã tới Italy để gặp gỡ các lãnh đạo doanh nghiệp địa phương và Thủ tướng Italy Giorgia Meloni khi Kiev tăng cường kêu gọi được cung cấp thêm các biện pháp phòng không và viện trợ khác để đẩy lùi bước tiến của quân Nga. Nhà lãnh đạo này cho hay, Ukraine đã phát triển các loại máy bay không người lái và tên lửa mới để đem xung đột trở lại Nga. Trong một bài phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Ambro tối ngày 8 tháng 9, Tổng thống Zelensky cho biết đã thảo luận một số chi tiết về kế hoạch chiến thắng của Ukraine với phái đoàn các nghị sĩ Mỹ tại Italy, kế hoạch này sẽ được trình lên Tổng thống Mỹ Joe Biden và các ứng viên Tổng thống Kamala Harris và Donald Trump. Tổng thống Zelensky cũng cho biết Ukraine thực sự trông đợi vào kết quả của cuộc trò chuyện sắp tới với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Ông nói thêm rằng các cuộc đàm phán với Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Thủ tướng Italy Giorgia Meloni cũng rất quan trọng đối với Italy. Đức muốn xung đột ở Ukraine kết thúc nhanh hơn Hãng RT dẫn lời Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày 8 tháng 9 cho biết cần có nỗ lực mới để chấm dứt xung đột giữa Moscow và Kiev. Nhà lãnh đạo này tuyên bố, tôi tin rằng bây giờ là lúc thảo luận về cách đạt được hòa bình từ tình trạng xung đột hiện nay với tốc độ nhanh hơn. Mặc dù ban đầu không muốn đổ nhiều viện trợ quân sự vào Ukraine như những nước phương Tây khác, song Berlin đã trở thành một trong những nước ủng hộ hàng đầu của Kiev trong bối cảnh xung đột. Đức đã cung cấp cho quân đội Ukraine nhiều loại vũ khí, bao gồm xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 1 và 2, cũng như xe chiến đấu bộ binh Marder. Giới quan sát cho rằng Ukraine có thể sẽ phải đối diện với kịch bản tệ nhất, đó là vừa mất đi một số vùng lãnh thổ ở phía đông, vừa không giữ được lãnh thổ ở Kursk mà vốn nước này định dùng để làm quân bài mặc cả. Cuộc tấn công bất ngờ của Kiev và khu vực Kursk từ đầu tháng 8 đã làm dung chuyển xung đột ở Ukraine và châm ngò cho một giai đoạn bất ổn mới. Đây là lần đầu tiên giao tranh diễn ra trên lãnh thổ Nga, trong khi ở mặt trận phía đông, các lực lượng của Moscow tiến công ngày càng nhanh chóng. Kể từ khi cuộc đột kích nổ ra vào tháng trước, Nga đã đáp trả bằng cách tăng cường không kích, phóng hàng loạt tên lửa và UAV vào các thành phố của Ukraine. Về phía Kiev, nước này tiến hành các cuộc tấn công trên không, đặc biệt nhắm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng và cơ sở quân sự bên trong nước Nga. Cuộc tấn công của Ukraine và Kursk đã giúp nước này chiếm được hàng trăm km vuông lãnh thổ và hàng chục ngôi làng nhỏ, đồng thời bắt giữ hàng trăm tù nhân chiến tranh của Moscow Cuộc đột kích này ban đầu khiến Nga mất cảnh giác, nhưng các lực lượng của Ukraine hầu như đạt rất ít tiến triển kể từ hai tuần đầu tiên, và Nga đã dần ổn định phòng tuyến tại đây dù quân đội của họ vẫn ở thế phòng thủ. Trên thực tế, việc Ukraine đột kích vào Kursk cũng mở ra một cơ hội cho Nga, cho phép họ tiến công với tốc độ nhanh bất thường trên mặt trận miền Đông. Một số nhà phân tích tin rằng điều này một phần là do Kiev đã chuyển một số nguồn lực dự trữ và đạn dược của mình tại đây sang chiến dịch tấn công Kursk. Trong khi đó, quân đội Nga đã di chuyển ổn định về phía thành phố Pokrovsk, một trung tâm hậu cần trọng yếu và vượt qua các tuyến phòng thủ của Ukraine. Cuộc tiến công của Moscow cũng đe dọa làm gián đoạn tuyến tiếp tế của Kiev cho khu vực Donbass và làm tăng cơ hội đạt được đột phá lớn dọc tiền tuyến tại đây. Các quan chức Ukraine cho biết họ hy vọng cuộc tấn công vào Pokrovsk sẽ kéo các lực lượng của Nga khỏi mặt trận Pokrovsk hiện đang đứng trước sức ép vô cùng dữ dội. Tuy nhiên, ít nhất là cho đến nay, Moscow vẫn chưa sập bẫy. Thay vào đó, họ chọn dồn một số nguồn lực sẵn sàng chiến đấu nhất tiếp tục tiến quân vào Pokrovsk thay vì tập trung đẩy lùi quân đội Ukraine khỏi lãnh thổ của mình ở Kursk. Theo Tổng thống Vladimir Putin vào hôm 5 tháng 9 đã xác nhận, Điện Kremlin chọn ưu tiên tấn công vào Pokrovsk. Ông nhận định tại một diễn đàn kinh tế, mục tiêu của đối phương là khiến chúng ta trở nên lo lắng. Hành động vội vàng, tái triển khai lực lượng từ khu vực này sang khu vực khác, cũng như ngăn chặn cuộc tấn công của chúng ta ở các khu vực quan trọng, trên hết là ở Donbass. Ưu tiên hàng đầu của chúng ta Nhà lãnh đạo Nga cho rằng đối phương đã thành công chưa? Không, họ đã thất bại. Bằng cách tái triển khai các đơn vị khá lớn và được huấn luyện bài bản đến các quận biên giới với chúng ta, đối phương đã tự làm suy yếu chính mình ở các khu vực quan trọng, trong khi các lực lượng của chúng ta tăng cường hoạt động tấn công. Kịch bản tệ nhất Ukraine có thể phải đối mặt Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine ước tính tổng số quân Nga thiệt hại ở Ukraine đến ngày 8 tháng 9 là 625.260 người, bao gồm 1.270 người trong ngày qua. Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga ngày 8 tháng 9 cho biết, sau hơn một tháng triển khai chiến dịch tấn công Kursk, Ukraine đã mất hơn 11.220 binh sĩ cùng 87 xe tăng, 74 xe bọc thép chở quân cùng nhiều vũ khí thiết bị quân sự khác. Hầu hết các nhà phân tích quân sự độc lập đều tin rằng hiện còn quá sớm để xác định liệu canh bạc của Ukraine ở Kursk có thành công hay không. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuần này tuyên bố Nga đã điều động khoảng 60.000 binh lính tới Kursk để đối phó với cuộc tấn công và các nhà nghiên cứu nguồn mở xác nhận các đơn vị của Moscow đã di chuyển từ các mặt trận khác. Viện nghiên cứu chiến tranh có trụ sở tại Washington cho biết, bộ chỉ huy Nga có thể tái triển khai một số lực lượng hạn chế có khả năng được sử dụng cho các hoạt động tấn công trong tương lai theo hướng Pokorosker. Michael Kaufman, học giả nghiên cứu cấp cao tại Quỹ Carnegie vì hòa bình quốc tế và Rob Lee, chuyên gia quân sự tại Viện nghiên cứu chính sách đối ngoại, đã viết trong một bài báo gần đây cho Foreign Affairs nhận định: "Tuy nhiên, các rủi ro không nên bị đánh giá thấp." Hai nhà nghiên cứu cho rằng kịch bản tốt nhất là Ukraine sẽ hạn chế thành quả của Nga ở Donbass và tiếp tục chiếm giữ các vùng lãnh thổ ở Kursk bằng một lực lượng bền vững. Tuy nhiên, cũng theo hai nhà quan sát này, kịch bản tệ nhất trong vài tháng tới là Ukraine sẽ mất đi số lượng đáng kể các vùng lãnh thổ ở phía đông và không giữ được lãnh thổ ở Kursk mà vốn nước này định dùng để làm quân bài mặc cả. Philip O'Brien, giáo sư nghiên cứu chiến lược tại Đại học Saint Andrews thì cho rằng thành công chiến dịch Kursk của Ukraine đang bị đánh giá thấp, đồng thời nhận định đây là một thành tựu chiến lược quan trọng. Ông nói rằng Ukraine đang chiếm được một vùng lãnh thổ rộng lớn, có thể cung cấp hậu cần và có thể phòng thủ ngay bên trong nước Nga. Đó là một khu vực mà Nga sẽ phải vất vả giành lại nếu không có lực lượng đủ lớn theo ông O'Brien, các vùng lãnh thổ Kiev chiếm được ở Nga cũng tạo nên một vùng đệm cho khu vực Sumy của Ukraine, đồng thời buộc Moscow phải kéo căng quân đội hiện nay để bảo vệ phần còn lại của biên giới. Tổng thống Zelensky cho biết chiến dịch tấn công vào Kursk là một phần nỗ lực lớn hơn để đưa xung đột vào trong nước Nga và buộc Điện Kremlin phải đàm phán theo các điều khoản công bằng. Ukraine cũng tăng cường chiến dịch không kích của mình nhằm vào các cơ sở quân sự và cơ sở hạ tầng năng lượng nằm sâu trong nước Nga bằng cách sử dụng đội UAV nội địa với số lượng ngày càng tăng. Cuối tuần trước, Ukraine đã tiến hành một trong những cuộc tấn công UAV lớn nhất nhằm vào các nhà máy điện và nhà máy lọc dầu ngay bên ngoài Moscow. Tổng thống Zelensky đã phát biểu tại một cuộc họp báo ở Kiev rằng ông có ý định trình bày một kế hoạch với Tổng thống Joe Biden về cách buộc Nga phải chấm dứt xung đột khi ông thăm Mỹ vào cuối tháng này. Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết chiến dịch Kursk là một phần của kế hoạch trên, nhưng ông cũng sẽ phát thảo những biện pháp ngoại giao và kinh tế để gây sức ép với Nga, mặc dù ông không tiết lộ chi tiết. Ông Zelensky nói, mục đích chính của kế hoạch này là buộc Nga phải chấm dứt xung đột. Tôi rất muốn điều đó và sự công bằng cho Ukraine. Tuần trước, Tổng thống Zelensky đã thực hiện đợt cải tổ nội các lớn nhất kể từ khi xung đột nổ ra với sự rời đi của một số bộ trưởng cấp cao, trong đó có Ngoại trưởng Dmitry Kuleba, một trong những gương mặt được biết tới nhiều nhất trong chính phủ Ukraine. Ông Zelensky giải thích, đây là động thái cần thiết để truyền nguồn năng lượng mới cho chính phủ Ukraine. Một số người ủng hộ Ukraine ở phương Tây đã mô tả cuộc đột kích vào Kursk là một chiến thắng lớn, sẽ thay đổi đáng kể tiến trình và kết quả của cuộc xung đột. Tuy nhiên trên thực tế, cuộc tấn công đã thất bại trong các mục tiêu của chính nó và thực sự có thể gây hại nghiêm trọng cho vị thế của Ukraine trên chiến trường cuộc tấn công của Ukraine không chiếm được bất kỳ trung tâm giao thông quan trọng nào của Nga. Nó có lẽ có ý nghĩa nhất định trong việc nâng cao tinh thần của người dân Ukraine nói chung, nhưng theo các báo cáo của phương Tây từ miền đông Ukraine, nó không giúp tăng cường tinh thần chiến đấu của các lực lượng ở đây. Còn những bằng chứng cho thấy, Nga chứ không phải Ukraine đang củng cố vị thế quân sự của mình cho các cuộc đàm phán cuối cùng, và hoàn toàn không rõ liệu các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga của Ukraine có thể thay đổi đáng kể xu hướng này hay không thưa quý vị chương trình của chúng tôi xin được phép kết thúc tại đây cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại